Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục em lại lên cho anh em và các bác ba cái mẫu đầu giải mã DAC phân khúc giá bình dân. Đấy, để mà nói thì ba cái con này thì nó đang được bán rất là chạy bên cửa hàng bên em. Ba cái mẫu DAC đầu giải mã âm thanh tới từ hãng Zenith anh em nhé. Ba con này thì mỗi con một chức năng, gọi là mỗi con nó có hơn một cái chức năng chứ không phải là mỗi con chức năng. Ví dụ anh em và các bác cần nhu cầu chỉ việc là giải mã âm thanh, không cần quá nhiều chức năng, thì anh em chỉ cần một con DAC nhỏ gọn, giá bình dân như thế này. Đây, điện như trên tay em đang là một con DAC HS202 này. Đấy, con này thì chỉ có mức giá là 350.000 đồng cho một bộ. Đấy, con này thì không có chức năng gì ngoài chức năng gọi là ra và vào, để cắm một phát là vào thôi. Đấy, ví dụ anh em và các bác nào cần nhu cầu nhiều hơn, là anh em cần chỉnh volume trực tiếp ở trên con DAC chẳng hạn, thì anh em có thể tham khảo cho em mẫu DAC DA210 này. Đấy, đây, con này thì nó sẽ to hơn con này một chút anh em nhé, và nó có nhiều chức năng hơn. Đây, anh em thể nhìn. Đấy, ra và vào. Đó, con này thì nó chỉ nhỉnh hơn con này ở đúng một cái chức năng là nó có đúng chỉnh volume bật tắt trực tiếp ở trên con DAC. Đấy, nhưng mà cái chức năng này thì rất nhiều anh em đang gọi là thích sử dụng, là tăng giảm volume này. Ngoài chức năng tăng giảm volume ra, nó có thể bật tắt trực tiếp ở trên con DAC được, gọi là anh em có thể chủ động sử dụng hơn. Đấy, con này thì cũng tương tự như vậy, và ra bằng AUX. Đấy, và vào thì bằng quang và coaxial có gạt chức năng anh em nhé. Đấy, và nguồn vào, tất cả các sản phẩm bên em thì bên em đều đi kèm dây nguồn, củ nguồn và dây quang cho anh em hết. Đấy, được chưa? Con này thì sẽ có mức giá là 550, nó hơn cái chức năng là có cái cục núm chỉnh volume tăng giảm bật tắt trực tiếp ở trên con DAC. Thì ngay bây giờ em thử sẽ test luôn cho anh em cái chức năng này nhá, ở trên con DAC luôn. Cách kết nối thì cũng tương tự như con DAC HS đây. Hiện tại em đang đấu con này này, anh em thấy không ạ? Hiện tại cửa hàng em vẫn đang dùng luôn nhá. Đấy, anh em yên trí yên tâm sử dụng bất cứ sản phẩm nào. Hiện tại thì em đang vẫn đấu sống luôn. Đấy, nguồn em sẽ con này thì dùng nguồn chung cả con này. Đấy, test luôn cho anh em nhìn. Dây quang. Đấy, dây quang thì khi anh em cắm thì anh em phải xác nhận cho em là nó phải có tín hiệu màu đỏ. Anh em thấy không ạ? Đấy, nó phải có đèn màu đỏ này gọi là mới là có tín hiệu. Cho anh em mà cắm, anh em cắm mà nó chưa lên đèn đỏ chẳng hạn thì gọi là nó chưa có tín hiệu. Rất nhiều anh em và các bác thì khi sử dụng cái con DA210 này này. Đấy, có liên hệ bên em bảo là tại sao anh cắm rồi nó chưa lên đúng không ạ? Thì anh em để ý cho em ở cái chức năng gạt này nhá. Khi anh em vẫn đang gạt ở bên Casio này thì chắc chắn là nó sẽ không có nhạc rồi. Anh em phải gạt lại bên này. Để em sẽ bật nhạc lên cho anh em nhìn này. Rồi. Bên này chắc chắn là không lên nhạc, nhưng bên này chắc chắn là sẽ lên nhạc này. Đấy, và anh em để ý cho em phải bật. Được chưa? Đấy, nó phải có đèn đỏ nhá anh em nhá. Đây, quay sát cho anh em nhìn. Này, bật này, tắt này. Đấy, được chưa? Thì anh em để ý cho em có một cái nút báo nguồn đây, cái đèn là báo nguồn đây, đèn màu xanh ở đây. Đấy. Đó. Và cái chế độ đằng sau. Đây, nếu mà gạt sang Casio này là sẽ không có tiếng này, nhưng mà anh em gạt bên này nó sẽ có tiếng. Thấy không ạ? Đấy, đơn giản vậy thôi. Ok. Cái tiện thì đây thì em sẽ test luôn cho anh em và các bác cái con DA Zenith 609 này. Đấy, con này thì sẽ có nhỉnh hơn cái chức năng của con DA210 anh em nhé. Đây, anh em thể nhìn hai con này. Đấy, anh em thấy khác biệt gì không ạ? Con này sẽ có dâu đúng không ạ?
con này sẽ có thêm một cái râu và con này sẽ không có râu. Có nghĩa là con này có sẽ có thêm một cái chức năng gọi là Bluetooth 5.0. Đấy. Nếu mà anh em mà các bác nào cần vừa cần điều chỉnh volume này, vừa cần ao quang, vừa cần bằng in quang, vừa cần có show mà vừa cần nghe nhạc không dây. Ví dụ anh em cần nghe nhạc trên điện thoại này, anh em cần nghe nhạc trên laptop này, anh em đang cần giải mã 24 bit, đang cần một con đa nhiệm đấy, đủ đầy đủ các chức năng đấy mà giá thành phải chăng, thì anh em có thể tham khảo cho em một con Zenith 609 này. Đấy, con này thì giá vẫn rẻ, được chưa ạ, đảm bảo với anh em là giá vẫn rẻ, mà con này sản xuất tại Singapore luôn anh em nhé, Made in Singapore, Zenith 609. Con này thì chỉ có giá là 680.000 đồng bao ship cho anh em và các bác. Đây, anh em thì nhìn một vòng, cũng bật tắt trực tiếp ở trên con DAC luôn. Đấy, cũng có ao bằng RCA. Đấy, đây in đây, in cũng có quang và coaxial, cổng nguồn của nó khác một chút. Cái dây nguồn của con này là cục adapter rời. Đây, cục adapter liền luôn cả dây này, nó sẽ khác cái con kia một chút. Đây, sẽ test luôn cho anh em nhìn, test luôn cho anh em nhé. Con này thì anh em cắm ổ điện thôi, như bình thường thôi. Rồi, cắm vào. Rồi tiếp theo, cái đường này anh em cắm vào đường nguồn này. Rồi, ok chưa? Rồi nhá, đây em sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn. Đây, mỗi lần bật lên này. Bật lên thì anh em sẽ nhìn một cái đèn đỏ ở đây. Nó sẽ có nút báo nguồn đây. Còn tắt đi này, tắt đi sẽ không có anh em nhá. Đấy, tắt đi sẽ không có. Rồi, bật volume lên. Rồi, tiếp theo anh em phải cần chuẩn bị cho em một cặp dây AV. Nếu anh em là chưa có dây AV thì anh em có thể mua thêm dây AV bên em. Bên em sẽ hỗ trợ giá cho anh em. Dây AV này là dây AV bãi Nhật này. À, tí nữa em sẽ nói sâu về cái dây AV. Rồi, xong phần dây AV anh em nhé. Rồi tiếp theo đến dây quang. Dây quang đâu rồi? Đây dây quang đây. Dây quang cũng vậy, anh em trước khi cặp anh em chuẩn bị cho em là nó phải có tín hiệu nhạc, tín hiệu từ TV ra. Còn tí nữa em sẽ test cho anh em bằng Bluetooth. Đấy, rồi. Xong anh em nhá. Đây xong phần quang này, em test luôn cho anh em này. Test luôn. Volume này. Đấy. Tăng này. Được chưa? Đó. Đây nhá. Ví dụ anh em rút dây quang ra là nó sẽ mất nhạc luôn. Vậy là em đang lấy tín hiệu trực tiếp ở trên TV mà. Đúng không ạ? Cắm vào này. Ok, cái tiếp theo là cái Bluetooth. Thì anh em phải cần, ví dụ anh em đang muốn nghe nhạc bằng điện thoại, anh em không muốn nghe qua TV nữa, thì anh em cần chuẩn bị cho em cái điện thoại và phần cài đặt và phần Bluetooth. Anh em nhìn trên điện thoại có chữ Bluetooth này, anh em bật lên, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ bắt đầu chờ tìm thiết bị. Thì anh em có thể nhìn thấy cái chữ T609B ở đây, anh em thấy không ạ? Anh em ấn vào ghép nối. À, anh em nghe chỉ connected đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ vào bất cứ một cái phần mềm nghe nhạc nào. Rồi, gõ chữ nhạc cà phê. Rồi anh em bật. À, bất cứ một bài nhạc nào. Bất cứ bài nhạc nào anh em nhé. À, đây em sẽ nhạc đây. Em thích nghe nhạc không lời đi thì em sẽ bật nhạc không lời. Đấy, ngoài ra anh em nhá, để ý cho em cái núm chỉnh volume ở trên điện thoại. Bất cứ điện thoại của anh em nào cũng có một cái núm chỉnh volume tăng giảm như này, anh em thấy không ạ? Đấy, thì anh em tăng hết cỡ lên cho em.
tăng hết cỡ lên cho em, nó đang bị dính quảng cáo này. Đấy, nghe trên điện thoại nó hay rất hay bị dính quảng cáo như này, rất là khó chịu. Rồi. Đấy. Tao chuyển nhạc trực tiếp ở trên DAC luôn. Đấy, đấy. Anh em để ý Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 nên là nó rất là nhạy. Đấy, độ truyền tải của nó cũng rất là nhanh. Nên anh yên trí yên tâm sử dụng cái con 609 này, giá chỉ có 680.000 đồng. Còn anh em nào không cần sử dụng Bluetooth. Đấy. Anh em có thể tham khảo cho em con DA210. Tất cả ba con này thì nó đều giải mã 24 bit hết. Đấy. Đều giải mã 24 bit. Đấy, tần số lấy mẫu lên tới 192kHz. Đấy, 192kHz tất cả ba con này. Và mỗi con nó có một cái nâng cấp riêng. Đấy, tùy thuộc theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi anh em. Được chưa? Hôm nay là một cái video, gọi là một cái video em test cho anh em. Đấy, và nói với so sánh, gọi là so sánh ba con luôn đấy ạ. So sánh ba con, mỗi con một cái ưu điểm. Anh em cần rẻ, đúng không ạ? Rẻ mà chất lượng thì đây, không cần quá nhiều chức năng. Anh em nào cần mức trung bình, cần nút chỉnh volume bật tắt trực tiếp, đây, DA210 giá 550. Đấy, HS202 giá 350. Anh em nào cần đầy đủ chức năng từ quang này, quang này, chỉnh volume này, Bluetooth này. Đấy, thì đây, Zenith 609 Made in Singapore. Được chưa? Made in Singapore, giá là 680.000 đồng. Ngoài ra khi anh em mua những bộ DAC này thì bên em sẽ hỗ trợ giá cho anh em và các bác lấy những bộ dây AV. Đây, lấy những bộ dây AV Hitachi bãi Nhật với mức giá chỉ có 200.000 đồng cho một bộ. Được chưa? 200.000 đồng cho bộ dây AV Hitachi. Đấy. Và anh em nào cần nâng cấp dây quang em cũng có luôn anh em nhé. Anh em nào cần nâng cấp dây quang chẳng hạn, đây dây quang em có. Dây quang của Hitachi này dài 1,5 m này. Đấy, dây quang của Hitachi dài 1,5 m, giá bên em bán lẻ là 185.000 đồng. Nhưng mà khi anh em mua kèm với cả DAC bất cứ một con nào thì bên em vẫn hỗ trợ giá cho anh em với mức giá là 150.000 cho một sợi dây quang bãi của Hitachi. Đấy. Và anh em nào muốn xịn hơn, xịn sò hơn thì anh em có thể chơi dây Zenith luôn. Zenith này là cùng hãng với cả con của DAC luôn anh em nhé. Một đầu vuông và một đầu thẳng này. Đấy, dây quang này thì hiện tại bên em đang bán là với mức giá là 280 khi anh em mua lẻ. Còn khi anh em mua kèm với cả DAC để kèm cho anh em với mức giá là 250. Được chưa? Dây này thì là dài 2 m. Dài 2 m thì mang TV của anh em để quá xa như kiểu của em này. TV của anh em để xa mà nó câu ra ngoài như này, hoặc anh em để cao lên. Anh em để cao thì bắt buộc anh em phải sử dụng một cái dây quang ít nhất phải là 2 m. Chứ 1,5 m nó ngắn cụt lùn ở đến kia thôi. Đấy, thì nó rất là đấy. Anh em cân nhắc trước khi đặt sản phẩm, anh em cần dài ngắn thế nào, cần con DAC như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhá. Qua số điện thoại ở ngay trên màn hình Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Tất cả sản phẩm thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh cứ kiểm tra chuẩn hàng, đúng hàng như anh em đặt thì anh em thanh toán cho em nhá. Rồi, có câu hỏi gì hay là có vấn đề gì về sản phẩm, anh em chụp ảnh lại màn hình cho em, hay là anh em lấy con này chụp ảnh lại màn hình cho em, bất cứ một con nào anh em chụp ảnh lại màn hình cho em nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua Zalo, số điện thoại thì em ghi ở ngay trên màn hình rồi. Đấy, có thắc mắc gì hay là câu hỏi gì anh em cứ liên hệ. Rồi, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.